các cỗ máy nông nghiệp hiện đại. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới của những cỗ máy nông nghiệp hiện đại những trợ thủ đắc lực giúp cho người nông dân nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa sản xuất. Trong hàng nghìn năm, nông nghiệp đã phát triển mạnh mẽ và với sự ra đời của công nghệ, việc canh tác đã được đơn giản hóa, bớt đi phần nào những vất vả của người nông dân. Vậy các cỗ máy nông nghiệp đang đóng vai trò gì trong nền sản xuất ngày nay? Hãy cùng tìm hiểu. Đầu tiên, chúng ta hãy nhắc đến một trong những máy móc quan trọng nhất trên các cánh đồng máy kéo máy kéo đã và đang trở thành xương sống của nông nghiệp cơ giới hóa từ việc kéo cày bừa đất cho đến vận chuyển nông sản máy kéo có thể đảm nhận rất nhiều công việc khác nhau sự đa dụng của máy kéo không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sức lao động của con người chúng cho phép người nông dân làm việc nhanh hơn trên quy mô lớn hơn và với độ chính xác cao hơn tùy vào nhu cầu và loại cây trồng có nhiều loại máy kéo với công suất và kích thước khác nhau đáp ứng từng giai đoạn của quy trình canh tác. Tiếp theo là máy gieo hạt và máy trồng cây. Trước đây, việc gieo hạt và trồng cây chủ yếu dựa vào lao động tay chân, nhưng giờ đây, với sự hỗ trợ của máy móc, công việc này đã trở nên nhanh chóng và chính xác hơn bao giờ hết. Máy gieo hạt được thiết kế để đảm bảo hạt giống được phân bố đều và đúng khoảng cách, giúp cây trồng phát triển đồng đều. Còn máy trồng cây giúp cấy các cây con xuống đất, đảm bảo độ sâu và vị trí chính xác, từ đó tăng năng suất và hiệu quả thu hoạch. Đây là bước tiến quan trọng giúp người nông dân tối ưu hóa quy trình canh tác, đặc biệt là trên các cánh đồng rộng lớn. Với sự phát triển của công nghệ, các loại máy phun thuốc và bón phân tự động cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Những chiếc máy này được lập trình để phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón với lượng chính xác, đều đặn trên các cánh đồng, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và chống lại sâu bệnh. Không chỉ vậy, các loại máy bay không người lái, drone, hiện đại còn được sử dụng để giám sát và phun thuốc trên những cánh đồng rộng lớn giảm thiểu tiếp xúc giữa con người và hóa chất độc hại. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người nông dân mà còn giảm chi phí sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón một cách tối ưu. Máy thu hoạch là một trong những cải tiến lớn nhất trong nông nghiệp. Từ máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa cho đến máy thu hoạch ngô, khoai tây, các loại máy móc này giúp người nông dân tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể. Nếu trước đây việc thu hoạch mất hàng tuần thì giờ đây, với các cỗ máy hiện đại, công việc này chỉ mất vài giờ đồng hồ. Không những thế, Máy thu hoạch còn giúp giảm thiểu thất thoát và đảm bảo nông sản được thu hoạch với chất lượng tốt nhất. Điều này đặc biệt quan trọng khi nông sản cần được thu hoạch vào đúng thời điểm để đạt giá trị kinh tế cao nhất. Các cỗ máy nông nghiệp hiện đại không chỉ giúp tăng năng suất mà còn thay đổi cách chúng ta canh tác. Công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data đang dần được tích hợp vào nông nghiệp, từ việc giám sát đất đai đến điều khiển máy móc từ xa. Trong tương lai, Người nông dân sẽ có thể điều khiển mọi thiết bị từ điện thoại thông minh và tối ưu hóa mọi khía cạnh của quá trình sản xuất. Các cỗ máy nông nghiệp hiện đại đã và đang giúp người nông dân trên toàn thế giới giải quyết nhiều thách thức trong sản xuất. Với những tiến bộ không ngừng, nông nghiệp ngày càng trở nên hiệu quả hơn, bền vững hơn và thân thiện với môi trường. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi những bước phát triển vượt bậc trong tương lai, nơi công nghệ và nông nghiệp kết hợp để mang lại một nền sản xuất bền vững và hiệu quả.